Rõ ràng, trong bối cảnh số ca mắc tăng cao những ngày gần đây, thì việc ngành y tế thành phố ứng dụng công nghệ trong việc tiếp nhận, quản lý và chăm sóc F0 cũng như là cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Theo ghi nhận của các phóng viên chúng tôi, các trạm y tế hiện vẫn chưa tiếp nhận việc cấp chứng nhận F0 online và đang trông chờ hướng dẫn từ Sở Y tế. Thời gian gần đây, trạm y tế phường 22 quận Bình Thạnh phải cấp gần 150 giấy mỗi ngày cho các trường hợp F0 hoàn thành cách ly y tế tại nhà. Phần lớn những trường hợp này đều phải đến trạm y tế để test lại. Dù quy trình cấp giấy đã được nhân viên y tế cố gắng thực hiện nhanh gọn, thế nhưng tình trạng ùn ứ, đợi chờ đôi lúc vẫn xảy ra. Do vậy, cả người bệnh lẫn nhân viên y tế đều mong chờ dịch vụ của Sở Y tế sớm được vận hành rộng rãi. Nếu mà qua app thì em cảm thấy nó đỡ hơn là đi đến đây phải chờ đợi. Ví dụ em tự test ở nhà, em có quay phim lại thì em gửi lên. Em ra đây là em cũng phải mất nghỉ một ngày dạy. Rồi con thì không có đưa đi ra đây được bởi vì nó đi học rồi. Em nghĩ là cung cấp qua app hoặc là triển khai cái giấy xác nhận điện tử rồi. Như vậy thì nó tiện hơn. Em không còn phải đến trực tiếp ở đây để lấy giấy một lần nữa thì hạn chế cái việc mà ở cái trung tâm y tế thì nó sẽ có nhiều F0 khác thì nó hạn chế cái việc là em sẽ bị phơi nhiễm lại thêm một lần nữa. Thì bây giờ là nó thực hiện cấp giấy trên app á, thì nghe giảm tải được áp lực của nhân viên y tế thì mấy tụi em cũng nghe mừng. Tại trạm y tế phường 5 quận 11, các nhân viên y tế vẫn đang tiếp nhận F0 khai báo qua ứng dụng Zalo và đường dây nóng của trạm. Bởi tâm lý, bệnh nhân khi khai báo rất cần được lắng nghe tư vấn và hướng dẫn điều trị kịp thời. Do vậy, việc website khai báo F0 của Sở Y tế thành phố sớm vận hành thông suốt và phổ biến rộng rãi cho người dân là mong muốn của đội ngũ nhân viên y tế. Một ngày trung bình khoảng trên dưới 100 người dân tới khai báo y tế, cũng giống như là các trường hợp mà có triệu chứng trạm y tế xét nghiệm ra. Với lực lượng y tế hiện tại của trạm y tế phường 5 là 8 người. Nên thông thường là mọi người sẽ phải làm tăng ca. Chuyển đổi số công tác quản lý F0 và cấp giấy hoàn thành cách ly tại nhà là điều cần thiết. Song để phần mềm này hoạt động hiệu quả, cần có sự đồng bộ và bám sát thực tiễn. Có như vậy mới thật sự mang lại sự hài lòng cho người dân và giảm tải cho y tế cơ sở.